Audio Jungle. Xin chào các bạn, mình là Dung đến từ Jellyfish, công ty chuyên tư vấn nhân sự cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Như các bạn đã biết, phỏng vấn thành công không hề khó, tuy nhiên vẫn có những ứng viên không vượt qua được thử thách này. Vậy thì xin mời các bạn cùng theo dõi clip dưới đây để biết được mình hay mắc những lỗi như thế nào khi phỏng vấn nhé. Cảm ơn em đã đến tham dự cuộc phỏng vấn hôm nay. Đầu tiên thì em có thể giới thiệu sơ qua về bản thân cho chị được không? Em là chị, em là Linh, em 22 tuổi, em thích ăn bỏng ngô, em thích ăn linh hô. Em chào chị, em là Huệ, em năm nay 28 tuổi. Em có một vài năm kinh nghiệm ở trong lĩnh vực này rồi. Em cũng rất mong được phỏng vấn ngày hôm nay ạ. Em cảm ơn chị. Chị ạ, rất là cảm ơn quý công ty hôm nay đã dành thời gian để tham gia phỏng vấn em. Thì em xin tự giới thiệu, em là Xuân, năm nay 27 tuổi. Tính đến thời điểm hiện tại thì em đã có 3 năm kinh nghiệm làm việc trong cái lĩnh vực chăm sóc khách hàng tại công ty ABC. Và em có thể chia sẻ với chị lý do vì sao mà em nghỉ việc ở công ty cũ được không? Lương thấp lắm chị ạ, chả đủ tiền của nào. Em muốn chuyển việc thì em muốn tìm một môi trường mới thôi ạ. Môi trường mới mà em mong muốn là môi trường như thế nào? Một môi trường khác với bây giờ thôi ạ. Em đi học mấy năm ở nước ngoài về, tính gì cũng biết. Mà bây giờ về lại làm với mấy bạn mà học ở trong nước, chẳng có cùng đẳng cấp với em. Em thấy chán. Wow. Về cái lý do mà em muốn nhận tiền của công ty chị thì không biết là lý do vì sao anh chia sẻ không? Vì em muốn làm một công việc có dùng tiếng Nhật. Tại vì em thích làm công việc sử dụng tiếng Nhật. Dùng 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 tiếng Nhật. Công ty lớn, đẳng cấp quốc tế, lương lại còn cao. Nói chung là những cái công ty như thế, em nghĩ là ngoài em ra sẽ không có ai phù hợp hơn. Cảm ơn em của phỏng vấn vừa rồi. Về kết quả phỏng vấn thì bên chị sẽ có người liên hệ lại với em trong thời gian sớm nhất. Có gì chị nhắn em qua Facebook nhé. Vâng, nếu mà có kết quả thì chị cứ gửi mail cho em, chứ còn điện thoại thì em cũng bận rộn lắm, chả có thời gian nghe đâu. Oh no. Qua những tình huống trên đây, không biết các bạn đã rút ra được những kinh nghiệm khi đi phỏng vấn cho mình chưa? Còn những điều gì vân vân thì các bạn hãy liên hệ với bên mình để bên mình hỗ trợ và tư vấn cho các bạn nhé.